Hello mọi người, và khởi đầu trận đấu thì bây giờ mình đang có một cái lọ công nghệ, đó chính là khế ước quỷ dữ rồi. Một cái lọ công nghệ mà mình nghĩ rằng là rất là nhiều anh em vẫn chưa thể gặp được, đúng không? Mình thì gặp khá nhiều, nhưng mà không bao giờ biết chán mọi người. Bởi vì với lọ công nghệ này thì mình có thể tìm kiếm được một vị tướng nam vàng và tám vàng từ sớm, mọi người nhá, ở round 2 chấm. Khởi đầu trận đấu thì mình sử dụng đội hình đó chính là hộ pháp để có thể kết hợp ổn áp nhất trong cái đội hình này. Nhưng mà mình vẫn sẽ kiểu là chưa thể up level lên level 7 sớm 10 nhá, bởi vì tầm round 2.2 thì mình có thể up level 7 được. Và ở round 2.2 khi up level 7 thì mình sẽ chỉ còn một tiếp mà thôi. Nên là anh em phải xem xét những đội hình đối thủ. Ví dụ như kiểu có ông nào mà có đang chơi một cái đội hình kiểu có một cái lọ công nghệ kiểu vương miện hắc hóa ấy nha. Thì anh em phải cẩn thận. Bởi thực tế có vương miện hắc hóa thì lên level 5 thì cũng đang tương đương với level 7 luôn. Và chỉ cần một đấm là anh em cút ngay à. Cái lọ công nghệ này thì nó sẽ khá là bông lụng, bởi vì kiểu anh em mà chơi lệch. Anh em mà chơi kiểu lệch, gọi là lệch một chút thôi là coi như là top 8 trong tay rất là sớm luôn. Rắc này. Đây, mình sẽ check map nha, để xem có ai chơi có phương miện hắc hóa không. Và hình như là không có ai cả, ông này khỏe này. Ok, vậy là không ai có phương miện hắc hóa mọi người ơi. Mình sẽ từ từ nha, bởi vì lỡ gặp mấy ông khỏe quá, đấm mình chết thì là mệt lắm. Nên là mình sẽ đợi nha, để cảm giác round này thắng hay thua đó. Ok, round này thì mình sẽ thắng rồi. Thì với round thắng này thì mình sẽ up lên level 7 luôn. Chắc là khoảng tầm một vài ngày nữa là mình sẽ qua để chính là server BBE 18 làm rồi nhá. Bởi vì 17 bây giờ thì làm cũng hết ý tưởng để làm rồi. Ok, một tiết. Và để xem là rằng là mình sẽ có gì đây. Sẽ có một vị tướng 5 vàng từ sớm hay không, hoặc là một vị tướng 8 vàng từ sớm không đây. Top 1, top 2, top 3, top 4. Rắc 2 sao luôn đi. Mình phải đổi... Ui, ai đát à? Ok, có ai đát từ sớm mình chơi luôn mọi người nhá. Ok, cho nó một cái mũ hiểm luôn. Người thiết tha. Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai. Mình cho Rakan một cái trang bị kiếm một tay bạc mọi người ạ. Bởi vì thực tế Rakan là vị tướng mà nó sẽ có đòn đánh khá nhiều ấy. Với cả là nó sẽ luồn lách và nó sẽ giúp cho mình hack được giúp nhiều lợi tức nhất cái kiếm tay bạc này. Ok, 5 kim long, 5 hộ pháp, 1 rồng. Thường thường mình chơi thì cái lọ công nghệ kiểu khế của dữ hay đi chung với một lọ kim cương nào đó lắm. Thì hy vọng trận đấu này thì mình sẽ đi chung một lọ kim cương như kiểu là một cái... Gì nhỉ? Nếu như mà kết hợp lõi này với một lõi kim cương thì mình nghĩ là một cái thích hợp nhất là một cái kiểu Ron lên cấp mọi người, đó là lõi công nghệ hợp lý nhất luôn á. Nói anh em nào mà có kiểu quả khí của giữ với cả Ron lên cấp ấy là anh em sẽ có thể up level 9 luôn, sẽ không bị dừng ở mức level 8 như mọi khi nữa. Bởi vì khi mà anh em chưa khí của giữ ấy thì nếu mà maximum chỉ lên level 8 thôi, chứ không nào lên level 9 được, trừ khi có cái lõi công nghệ đó chính là kiểu Ron lên cấp thôi. Dia ra mọi người này. Ok, chúng ta đang có 5 kim long và 4 nguyễn long. Dia ra mình đã cho combo này rồi. Thì như anh em thấy thì khi mình chơi á thì mình rất là hay kiểu Ron, bởi vì thực tế phải Ron mọi người nhá. Lọ công nghệ này mà không Ron là coi như là anh em sẽ bị thọt rất là nhiều thứ luôn á. Mình đang lợi thế hơn mọi người, đó chính là cái level 7, và mình phải nên dùng tất cả lượng vàng của level đang có để Ron để có thể kiếm một cái cơ hội, để kiếm một vị tướng 5 vàng và để chốt đội hình đấy, hoặc là một vị tướng 8 vàng để chốt đội hình.
Bây giờ thì mình đang có tổng cộng là chính là 2 DAT và 1 DAZA rồi. Và như mọi người biết rằng là đợt trước mình có một trận đấu kiểu là có một kiểu là người ta đó chính là soi bài tự động á, khi ức giữ cộng soi bài tự động. Đó là một cái combo khá hay giúp cho mình có thể là khi mình đang có ý tưởng 8 vàng và 4 vàng từ sớm này và xoay một phát là sẽ lên được. Ui, Adat 2 sao mọi người đấy, ảo chưa? Ok, Adat 2 sao rồi, 22.6 người ạ. Cái này mà có quả xe bài tự động thì đừng hỏi tại sao mình lại có một vị rồng, một con rồng 2 sao, 8 vàng 2 sao từ sớm nha. Mà con rồng kiểu mà đắp con ao xin mọi người ạ, ao xin 2 sao từ sớm thì đúng là anh em xem đã có mắt luôn. Vì ao xin là một vị tướng mà mình nghĩ rằng là cái kỹ năng của nó và sát thương của nó thì gọi là trong cái mức tướng 8 vàng thì rất là bá đạo, rất đẹp. Nào, hãy cho tôi một vị tướng 5 vàng đi, Blee. Ui, ai đáp nữa mọi người này, 4 con luôn à. Ây à, một cái khởi đầu trận đấu mà có 4 con đáp này thì chắc chắn các bạn mình phải là làm được cái gì đó vì con ai đáp rồi. Ai đáp ở trước mình cũng làm cho anh em xem về một trận đấu ai đáp cầm 3 cái trang bị kiểu hồi máu luôn, đó chính là 3 cái giáp siêu linh. Ai đáp thế mọi người này, ok. Cái này mà có sơ bài thì đúng là nhức cái đách luôn. Kiểu nhờ, kiểu mà có kiểu 3 tướng 8 vàng, 3 tướng 7 vàng ha, 3 tướng 7 vàng 2 sao đúng không? Xoay mặt phát ra một vị tướng 8 vàng 3 sao luôn thì đúng là siêu đỉnh cao. Đi ra mọi người. Mọi người có thể thấy khởi đầu trận đấu thì mình đang có rất nhiều vị tướng 7 vàng đây. Top 1. Top 1 đang chơi kỵ sĩ à? Bảo Long. Tôi qua xem World Cup rồi buồn ngủ quá mọi người ơi. Ok, mình sẽ cho này vào đi hả? Kế hoạch chỉ binh rồng đi, này hợp lý hơn anh em ạ. Tính kế hoạch kiểu 4 huyễn long là thôi, cho chút kim long đi. Trang bị kim long thì cũng không được đẹp trai cho lắm mình, bởi vì kiểu là nó không có cái trang bị mình cần, kiểu một cái trang bị gì nhỉ? Một cái quyền truyền là kim mọi người để hắc vàng á. Thì bây giờ mình đã lắp cho con Adat thêm một cái trang bị, đó chính là một cái thú tượng rồi. Ui, mầm mầm này, cuồng đao. Và một cái trang bị rìu nhăm tinh nữa hả. Deaza của mình bây giờ thì nói chung bây giờ thì mình sẽ kiểu là sẽ tích vàng thôi. Lúc nãy thì khởi đầu 2.2 thì mình run để cái đội hình nó khỏe. Cáp thì bây giờ mình đã có một con này đắt 2 sao rồi thì chắc chắn là mình sẽ chơi theo giữa cái sườn, đó chính là đội hình Kim Long để chơi. Kim Long thì cũng đã rất là quen thuộc với mọi người rồi. Nó cũng không gì xa lạ nữa, bởi vì giờ cuối mùa rồi, cũng không phải như kiểu đầu mùa để cho chúng ta có thể có nhiều trải nghiệm khác nhau.
đầu mùa thì khi nào cũng sẽ thú vị hơn đúng không? Có nhiều thứ anh em chưa xem, nhiều thứ anh em chưa được trải nghiệm. Còn bây giờ thì mình thấy thì kiểu là cho ta cũng kể cả mình vậy thôi, mình cũng làm nhiều, mình chơi nhiều rồi cũng phải thấy chán rồi. Hơi tiếc là những round đi chợ mọi người, mình đang thấp máu mà không có sẻng vàng. Có sẻng vàng không? Không có luôn à? Tiếc thế nhở? Đợt trước có một lần chơi khiếu cửa giữ và tận những 3 đi chợ để có sẻng vàng rồi nhá. Và mình được 3 cái luôn, cộng thêm những round 4.7 và 3.7 nữa. Và mình được luôn một đội hình kiểu siêu nhiều slot. Cái sử dụng hiện diện này là một cái lõi công nghệ mà giúp cho con iDAT của mình cũng trở nên khá là khỏe với khả năng khiêu khích đối thủ. Cái xa tìm thấy 58 vàng. Game này thì để xem à, nó không có lõi kim cương mọi người nhỉ, nó cũng không chơi gì thú vị đúng không? Tớ thường kiểu cho thêm quả đồ ánh sáng nữa thì hấp dẫn hơn. Mình là một fan của đồ ánh sáng và có nhiều trận, và cách đây mấy ngày thì mình đã một bóp một video, đó chính là rắc 3 sao x 3 trang bị ánh sáng, 2 giáp máu ánh sáng và một cái trang bị thú tượng ánh sáng luôn mọi người ạ. Quá đỉnh luôn, quá khỏe, quá trâu. Vuốt rồng à. Lấy luôn nhờ. Hãy đổi lại một chút để kiếm sẻng vàng ta. Chưa gì hot, cuồng đao. Hai cuồng đao à? Giáp máu qua móc à, quỷ thư à, bùa xanh à, vàng ok lấy vàng đi, mình sẽ có thể lấy thêm một quyền năng nữa cũng hợp lý luôn. Bây giờ thì nhiệm vụ của mình là phải run lên con iDAT 3 sao cơ đã, khi mà
lợi thế nó cho mình một con IDAT gọi là chúng ta 2 sao từ sớm này thì chắc chắn phải lên 3 sao rồi. Rồi tính tiếp mọi người ạ. DRA của mình thì bây giờ đang có tổng cộng được 2 con. Rồi khởi đầu ra nhiều thế mà giờ kiểu nó lại không ra đúng không? Nên là nhiều khi em dính lời nguyền mọi người. Lời nguyền nó chính là kiểu khởi đầu thì nhiều đấy nhưng mà cái kết lại chẳng ra gì cả. Đợt trước có một lần thì mình đã lên được một con gì nhở, có một con kiểu con Grey 2 sao từ sớm luôn ấy. Và cái kết là đến cuối game chẳng ra một con Grey nào luôn. Trời ơi, đeo ra quẩy kìa. Phê chưa? Khá là sướng mắt. Cảm giác rất thích mắt khi mà nhìn thấy những vị tướng quẩy. Đâu rồi tướng ơi? Savanna không yêu cho lắm mọi người ạ. Nó không phải cùng của mình thì nó chỉ là một cái lò rèn của On thôi, không được hay cho lắm. Gì đây? Ông này đang có chuột này. Dịch khổng lồ, vô cực kiếm này. Bây giờ mà mình kiểu đội hình này vẫn chưa thể là úp lên level 8 được các mọi người. Bây giờ mình sẽ vẫn giữ ở level 7 Baron nha. Mầm mầm. Ui, có một ông đang cầm IDAT rồi. Siêu hùng hiện diện. IDAT của mình bây giờ thì nếu như mà ở level 4.7 mà cho mình thêm một cái bồ ánh sáng, dắp máu qua móc ánh sáng thì quá ngon. Đúng là kiểu một lợi thế khá tốt để có thể cho anh em xem một trận đấu về IDAT sư hiện diện khá bảnh luôn. Ông này đang có một đình chính là ám long này. Khế của giữ sư hiện diện Loren thần thoại. Thực tế thì ba lo công nghệ này cũng không liên quan đến nhau luôn đúng không mọi người? Không liên quan nhờ. Chẳng chút gì liên quan đến nhau cả. Hai vàng này. Chơi kim long mà đã cái từ kim long là một cái từ liên quan đến vàng rồi. Đó, kim vong nghe là đậm chất mùi vàng. Tám mươi sáu vàng, 13 trận thắng à. Mình lấy một con ba rồi. Con ba này sẽ giúp cho mình có một cái tỷ lệ ron từ 5 vàng nhiều hơn đấy mọi người, nên mình sẽ bỏ vào nha. Kim long mà cũng không cần, chỉ có cần là con ba thôi để nó giúp cho mình cái tỷ lệ ron cao hơn đấy. Kiểu ron một hồi xong cùng kiểu là úp lên vào 8 kiếm một vị tướng 5 vàng 3 sao vậy.
Măm Măm này, Măm Măm của ông này là Măm Măm từ đây. Trời ơi, thuật sĩ à? Măm Măm pháp sư anh em ạ, Măm Măm pháp sư. Nào, Ford 112 vàng mọi người ạ. Mình đang đợi rợt vàng để 4.7 ron đó mọi người, để xem nó ron đang gì không. Tiết này mình có 3 và tỷ lệ ron tên tướng ở level 7 là chỉ có 2% thôi, vẫn hơi thấp. 133 vàng, mình đang muốn kiểu tích thật nhiều vàng nhất có thể, rồi xong là cái kết là kiểu úp level 8 á. Ui ông này cho từ đây Sifan 2 sao à. Xôm Thủy Long, game này anh Bình Thủy Long là một đội hình mà mình khá là ít chơi. Thường thường chơi Thủy Long trừ khi nào mình có kiểu là cái combo chuẩn thì mình mới chơi thôi. Kiểu Thủy Long khi nào mình có nó công nghệ kiểu là một cái vượng ác khóa hoặc là một cái trái tim Thủy Long mình sẽ chơi. Và mình chơi thì mình phải cố gắng lên 12 Thủy Long cơ. Bây giờ để xem nào, 5.2 này, 5.1 này, top 3, top 4, top 5. Ok, mình xếp xét đội hình rồi thì mình cảm thấy là anh em khá yếu nên mình đã quyết định là sẽ úp level 8 người nhá. Golden Soi. Đâu rồi, Adat tới đâu? Linh của Adat 3 sao từ sớm cho tôi anh em tôi xem nào. Mọi người có ý tưởng thì hãy để ở dưới nhá, mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng cho mọi người xem. Ba luôn này. Ba thôi, game này thì không thể nào kiếm một vị tướng 5 bằng 3 sao ở level 8 rồi, nhưng mình sẽ không loại bắt. Soraka. Ui, trời ơi, nó vừa ra đáp mọi người ạ, à, mà không bị bắt luôn. Alcin. Bây giờ mình xoay qua chơi đội hình 4 vòng cũng ok, mà mình vẫn kiểu thích cái này mà. Rồi ok, win luôn. Adat khá là to. Nếu mà chơi Adat 3 quyền năng khổng lồ cũng khá ổn, bởi vì nó sẽ kiểu nó cái khả năng khổng lồ hóa nó to lên, nó nhìn rất là hay. Ở round này thì chúng ta có gì đây? 3 này, Sojin này. Tonight.
Mình đang có này, đây, đang có đánh tích này. Bây giờ thì còn 2 đát lên 3 sao. Một giáp máu luôn. Đâu rồi? Trời ơi. Chỉ sợ 27 tiếp mọi người ơi. Bây giờ ông này đang có quả măm măm này, tương tưởng này. Có vẻ mình thua ông ta. Ai chả măm măm tương tưởng. Ok win mọi người. Sớt đao đối thủ. Cái này là mình có con linh thú như kiểu là mấy con linh thú huyền thoại ấy. Thì khi mà mình giết một mạng thì nó sẽ có một cái hiệu ứng tỏa ra khá đẹp nha anh em. Tự hiệu ứng sớt đao á, khá hay. Mình thì không có tiền để mua những cái con linh thú đó, ta hoàn toàn chơi linh thú kiểu được tặng thôi. 19 này. Ai đắt rồi nhở? Đia dãng chưa ra luôn. Đây rồi, đia ra còn 2 nữa lên 3 sao rồi này. Có từ rất sớm nhưng mà cái kết thì lại rất là lâu để lên được. Terra. Ai đắt một con nữa, đe dọa một con mọi người ơi. Ok. Sắp hoàn thành cái mục tiêu lên đá 3 sao rồi. Ông này có Samana Sojin này. Quẩy bạn ơi, giao điện nữa giật cho thấy tung đầu luôn. Áo choàng tĩnh lặng. Xin nhẹ Neko đi. Bây giờ chỉ còn 2 người chơi thôi mọi người ạ. Và mình đang rất là muốn có một cái Neko ở đây. Neko. Ai đắt 3 sao rồi, giờ chỉ một con đia ra nó sẽ lên 3 luôn. Là một sẽ có 2 tướng 7 bằng 3 sao level 8. Không ra luôn rồi. Khó nhờ. Em thấy không ạ? Đâu chỉ đơn giản là có thể đấy đâu. Tuy rằng chỉ một con nhưng mà anh em xem có thể là dính lời nguyền 8 tướng đấy. Ông này đang chơi đội hình đó chính là rồi đây. Kai'Sa, chiến binh rồng này, Lee Sin. Quẩy lên bạn ơi. Một trận đấu có lock hết cực khéo cực dữ và không phải như mọi khi. Mọi khi thì mình hay kiểu có tướng 5 vàng từ sớm nhưng mà trận đấu này là không có điều đó. Một round. Ok, và bây giờ sẽ là một trận đấu finish draw nào. Vậy là cái kết là mình đã không thể lên được con, đó chính là con Dia ra 3 sao người ơi. Có ra xua này nhưng mà thứ không phải là thứ mình cần. Ok, trận đấu kết thúc ở đây và chào mọi người hẹn lại những video sau. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để theo dõi video của mình. Một trận đấu có khiếu quỷ dữ và đeo ra 3 sao mọi người nhé. Phew, end game. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye mọi người, tạm biệt.